Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh tình hình chính trường thế giới. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Giao tranh ác liệt ở Zaporozhye, các cuộc tấn công dồn dập bị đẩy lùi. Nga phản công, tiến thêm gần 3 km ở Lugansk. Động thái mới của Tổng thống Ukraine Zelensky. Giao tranh ác liệt ở Zaporozhye, các cuộc tấn công dồn dập bị đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine và đã kiểm soát được một số vị trí thuận lợi. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo đó, lực lượng vũ trang Ukraine, AFU tiếp tục nỗ lực tấn công các hướng Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk. Ở hướng Donetsk, lực lượng chung của Nga cùng hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của AFU gần Belogorovka, Severnoye, Marinka và Vodianoye, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các đơn vị AFU đã bị tiêu diệt gần Bodanoka, Sponoi và Adeka. Hai kho đạn của Lữ đoàn Cơ giới 28 và 110 của AFU đã bị phá hủy gần Dileka và Adejeka. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 210 quân nhân Ukraine, 7 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 3 hệ thống pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất, súng D-20 và D-30, và một khẩu pháo tự hành M119 do Mỹ sản xuất. Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 15 thuộc Tập đoàn Quân Sen của Nga tiếp tục các chiến dịch tấn công gần CGK, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Cuộc tiến công dài tới 3 km dọc theo mặt trận và 2.700m vào sâu trong tuyến phòng ngự của đối phương. Hàng không, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của AFU gần Chevonaja Dibrova và Raigoroka, và khu vực lâm nghiệp Srebryansky. Ngoài ra, nhân lực và khí tài của AFU đã bị tấn công gần Novovodianoye và Toskoye, Jampoloka và Grigoroka, Donetsk. Các hoạt động của một nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị trấn áp gần Teni, Donetsk. Một kho đạn của Lữ đoàn Cơ giới 66 AFU đã bị phá hủy gần Novoliuboka, Donetsk. Tổn thất của AFU là hơn 190 quân nhân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 2 lựu pháo, D-20 và D-30, 3 hệ thống pháo tự hành Vozika và một tổ hợp radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất. Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của AFU về phía trước Niskokoi, vùng Zaporozhye. Nhân lực và khí tài của AFU đã bị tấn công gần Storozhevoi và Neskunoi, Donetsk. Theo hướng Zaporozhye, một cuộc tấn công của AFU về phía Rabotino đã bị đẩy lùi. 2 xe tăng, một khẩu pháo Jansit B và một hệ thống pháo tự hành Vozika của Ukraine đã bị phá hủy. Các đơn vị AFU đã bị lực lượng Nga tấn công gần Malaya Tomaka, Jablokovo và Rabotino, vùng Zaporozhye. Một nhóm trinh sát và tấn công của AFU đã bị hạ gục gần Lugoskoye, vùng Zaporozhye. AFU tiếp tục tiến công, dồn dập vào hướng Orekhovo. Họ đã tiến hành một cuộc tấn công lớn với lực lượng gồm 3 tiểu đoàn được tăng cường bởi xe tăng. Các đơn vị thuộc Lữ đoàn 810 Thủy quân lục chiến và Trung đoàn Súng trường Cơ giới 71 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới 42 của Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của AFU. Lực lượng Nga vẫn giữ được các vị trí của mình. Trong trận chiến, Ukraine mất 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bọc thép và hơn 100 quân nhân. Ở hướng Kupiansk, các đơn vị của Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 7 thuộc Tập đoàn quân Japat của Nga có các chiến dịch thành công ở hướng Kuzhemuka. Quân đội Nga đã kiểm soát được những vị trí thuận lợi hơn. Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 135 quân nhân, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo MSTAB và D-20, 1 hệ thống pháo tự hành Vozika và 1 radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ chế tạo. Trên hướng Kherson, tổn thất của AFU là 40 quân nhân, 5 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Acacia. Một kho đạn dược của Lữ đoàn 124 AFU thuộc lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine đã bị phá hủy gần Jelenoka, vùng Kherson. Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 104 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 128 khu vực. Hai sở chỉ huy của các lữ đoàn cơ giới số 21 và 79 của AFU đã bị tấn công gần Ivanovka và Novomikhailovka, Donetsk. Các cơ sở phòng không Nga đã đánh chặn 7 quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và 2 quả tên lửa Storm Shadow.
Ngoài ra, 13 UAV Ukraine đã bị phá hủy gần Kamajinoka, Jolotarioka, Rubenoi, Venekameskoi, Jegenduka, Jampoluka, Krasnaya Polyanka, Chumaskoi và Dibrova, vùng Zaporohi. Nga phản công, tiến thêm gần 3 km ở Lugansk. Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến thêm gần 3 km sau đợt phản kích thành công tại khu vực gần Segeka, tỉnh Lugansk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Ukraine trên hướng Donetsk, Liman và Nam Donetsk. Các đợt tiến công bất thành khiến Ukraine thiệt hại hàng trăm binh sĩ, mất một số thiết giáp, pháo tự hành Karab, lựu pháo M-77 và nhiều loại vũ khí khác. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 của Nga sau đó mở đợt phản kích dọc chiến tuyến gần Segeka, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và tiến thêm 2.700m vào sâu trong tuyến phòng ngự của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trên hướng Kupiansk, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 7 thuộc cánh quân Japat tận dụng kết quả của trận pháo kích để phản kích thành công về phía làng Kuzyomoka, kiểm soát các vị trí thuận lợi hơn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mở các đợt tiến công dồn dập từ phía thị trấn Orekhov, trong đó có một cuộc tiến công lớn với 3 tiểu đoàn có xe tăng yểm trợ. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực phản công này của Ukraine đều đã bị chặn lại. Các đợt giao tranh dữ dội diễn ra dọc chiến tuyến sau khi Ukraine từ đầu tháng 6 tung nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện và được trang bị vũ khí phương Tây vào cuộc phản công, với kỳ vọng giành lại nhiều khu vực Nga đang kiểm soát. Ukraine nhiều lần tuyên bố đạt thành công một phần trong đợt phản công, cũng như tái kiểm soát một số khu dân cư. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine mất nhiều binh sĩ cũng như xe tăng chủ lực và thiết giáp phương Tây, trong đó có Leopard 2 và M2 Bradley, trong nỗ lực phá vỡ phòng tuyến của Nga. Các quan chức Ukraine khẳng định quân đội nước này cố tình tiến công chậm trong đợt phản công nhằm hạn chế thương vong khi đối mặt với bãi mìn dày đặc của hệ thống phòng tuyến mà Nga thiết lập. Họ cũng khẳng định quân đội Ukraine đang tập trung làm suy yếu hệ thống hậu cần và chỉ huy của lực lượng Nga. Một số nguồn tin tại Lầu Năm Góc nhận định Ukraine đang thực hiện đòn tiến công chính trong chiến dịch phản công, tập trung theo hai hướng Zaporizhia sau khi nhận thấy cơ hội giành lại nhiều lãnh thổ trong lúc bộ chỉ huy của Nga tại đây rối loạn. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin nhận định rằng phương Tây đã tỏ rõ thái độ thất vọng rõ ràng khi đợt phản công của Ukraine không mang lại kết quả. Ông Putin cho biết các cuộc tấn công liều chết khiến quân đội Ukraine chịu tổn thất to lớn, lên đến hàng chục nghìn người. Động thái mới của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp, đồng nghĩa với việc sẽ hủy bỏ cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới của nước này. Ông Zelensky đã công bố thiết quân luật vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và sau đó đã gia hạn nhiều lần. Lần gia hạn 90 ngày gần đây nhất đã được công bố vào ngày 20 tháng 5 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 8. Nếu Quốc hội Ukraine chấp thuận yêu cầu mới nhất của ông Zelensky, thì tình trạng khẩn cấp này sẽ được kéo dài đến ngày 15 tháng 11. Luật Ukraine quy định cuộc bầu cử quốc hội được tiến hành không muộn hơn ngày 29 tháng 10, với thời gian vận động tranh cử kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8. Tuy nhiên, luật này cũng cấm vận động tranh cử và bỏ phiếu trong thời gian thiết quân luật. Việc gia hạn thiết quân luật cũng sẽ làm gián đoạn mùa vận động cho cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine, hiện đang được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Nếu chúng ta có thiết quân luật, chúng ta không thể tổ chức bầu cử. Hiến pháp cấm bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật, ông Zelensky tuyên bố. Một tháng sau đó, Tổng thống Ukraine tiếp tục nói rằng các cuộc bầu cử cần diễn ra trong thời bình, khi không có giao tranh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!